Ôi, đồ bắt được con lợn rừng các bạn ạ. Đâu bắt được con gì các bạn ơi? Chạy nhanh, chạy nhanh giữ đô đi. Con gì to đấy? Ôi, đâu bắt được con lợn rừng các bạn ạ. Phá mồm rồi. Đô đã nhanh chóng quên rồi. Thương đã nhanh chóng bắt lấy nó để xí phần. Con này làm gì thì ngon vậy? Trong đô đi. Hương ơi, Hương làm. Thành Điền rất phấn khởi. Anh tụng dư đi. Khỏe lắm ấy. Ôi, chị biết mày... cầm giúp mình máy gọi nhé. Ôi, không được, không được. Học theo vừa rồi, cầm này không? Chưa còn giữ mà một mình tụng dư được mà. Chưa giữ đâu mà. Giữ cũng được mà. Đây, phía này là Đô, Tùng và bạn Thương đang xử lý chú lợn các bạn ạ. Phía đằng trước đây là bạn Đô, Tùng và bạn Thương các bạn ạ. Các bạn ấy đang xử lý chú lợn. Các bạn đang xử lý chú lợn. Đã xong rồi, bây giờ sẽ đi làm sạch nó các bạn nhé. Vừa nãy mình có xem điện thoại thì hiện tại ở Tây Bắc mình chỉ có 9 độ C thôi các bạn ạ. Đấy là vào thời điểm là 8 rưỡi sáng. Còn trước đấy thì lạnh hơn rất là nhiều. Các bạn ấy đang... sợ mọi người lại thích lắm. Bạn nữ của chúng ta đang cười rất là tươi, không biết là có gì đó phấn khởi không? Bạn Tùng hôm qua là đi sơn nhà thuê, thế là bị ngã vào thùng sơn các bạn ạ. Các bạn ơi, suy nghĩ cách làm giàu các bạn. Chị nhiều, đến tóc bạc. Chị nghĩ Nước Mỹ, chị nghĩ nào để lấy vợ, chị nghĩ nào nào để tán được gái. Để có người yêu đúng không? Xong rồi tóc bạc khè. Tóc bạc chứ, bạc. Chú lợn đã được làm sạch rồi các bạn ơi. Lạnh quá. Chị thương Đô và thương Tùng quá, lạnh. Trời này dúng vào nước thật sự là một cực hình đấy các bạn. Nhưng không sao, vì tinh thần, vì niềm yêu bóng đá. Lần này là lợn nhà bạn Đô nuôi các bạn ạ. Mẹ bạn Đô bảo là đã được 7 tháng rồi mà chú ấy mới được bằng này thôi. 7 tháng 11 cân. 11 cân các bạn ạ. Và hoàn toàn là ăn bằng rau, cám, những cơm thừa các thứ thôi. Chứ không có một tí cám tăng trọng nào. Hôm nay Đô sẽ làm con lợn 7 món các bạn ạ. Không làm một món như mọi khi nữa. Đô đang tắm rửa sạch sẽ lại cho chú heo một lần nữa các bạn ạ. Cố lên Đô. Ai đồ của em. Hãy cố gắng để một lần ra mắt thành công đi em. Nhiều quá. Kinh nghiệm đầy mình rồi chứ. Bạn nào, các bạn nào mà nó là thật đúng không? Thật đúng không ngỡ.
Bạn nào mà còn thiếu kinh nghiệm về ra mắt thì có thể liên hệ với Đô các bạn nhé. Trường này có cái áo đẹp thế, lấp la lấp lánh. Áo xịn đấy, để không có mới mặc. Áo mới này. Áo mới đâu? Không ai làm lòng cho mình được. Đây. Sao lại cười hả Thương? Cháu này vào làm luôn, ngon. Mình có một bác đang vào giúp Đô các bạn. Ôi cái chỗ đôi hình như chỗ kia bị phòi rồi kìa em. Đầu bên này này. Cái đầu cuống họng của nó hay sao? Ở đâu? Cổ ra em. Thương có biết làm không? Cậu cũng biết nhưng mà là chắc làm lòng đâu có biết hả? Cái khó nhất là cái làm lòng rồi. Cái này là cái rồi mình ăn chính là cái đúng giả, rồi phải không? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, cái mà họ nhồi tiếp cái này dầu thơm, cái dầu thơm dầu dầm như các thứ hả? À, hôm nay thì cùng tham gia với nhóm mình thì có thêm một chú từ phương xa tới thăm team mình các bạn ạ. Còn phía bên này đây là bác của Đô. Tiếp theo là bạn Đô, bạn ấy sẽ lọc thịt ra các bạn ạ và phân thành các món. Chú lợn này có vẻ cũng béo béo đấy nhỉ Đô nhỉ? Mỡ đấy nhỉ? Thương thích ăn món gì nhất hả Thương? Làm từ lợn đi. Sườn xào chua ngọt à? Cái này người ta cũng sẽ không làm sườn xào chua ngọt đâu. Yên tâm. Mình ăn là đâu sẽ không làm. Cái sườn này nấu riềng mẻ nhỉ, ngon, chả cầy. Phía bên này là bạn Tùng đang vót những cái kẹp bạn ạ, để tí nướng thịt các bạn ạ. Mình đang làm mấy cái kẹp các bạn ạ. Do là thời tiết lạnh ấy, mình đã bị ho các bạn. Bị ho đây là cái giọng như con vịt đực ấy. Như vậy là sẽ để cho chị Bích cầm máy. Và hôm nay mình sẽ làm một người đầu bếp theo chân Đô, để xem là có tán được nhiều gái như Đô không. Mấy nay kiểu suy nghĩ các bạn, suy nghĩ làm thế nào mà để có tiền này, suy nghĩ làm thế nào để có nhiều gái theo này. Nên là tóc bạc hết rồi. Các bạn đang có những cái suy nghĩ như Tùng thì có thể mình bớt lại một tí cho tóc đỡ bạc các bạn ạ. Chắc là được rồi nhà em nhỉ. Thế thôi. Rồi, giờ chị em mình sẽ vào tiếp xem là Đô đang làm gì các bạn nhá. Đó, phía xa xa kia mọi người đang rất là tấp nập chuẩn bị rồi. Đô là một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mà đôi tay rất là nhanh nhẹn các bạn ạ. Rất là khéo léo. Nào đi sang với ông sang Pháp nhá. Hôm nào đi ông sang Pháp không? Hôm nào đi bao tiền cho cháu nhá, cháu đi ấy. Đô đã lọc nửa chú lợn rồi các bạn. Bạn Thương đang đi lấy cây gì đây? Cây hoa cứt lợn. Tên khác của nó là cái gì nhỉ? Không phải xuyến chi. Để làm hết mùi cứt lợn. Cái loại cây này có một tác dụng đó là khử mùi hôi trong cái lòng già của con lợn các bạn ạ. Mình sẽ theo chân bạn ấy đi tìm nhá. Phía bên cạnh đây là những cái miếng ván mà người dân mình phơi
để bán cho công ty. Phơi này mình cũng là phơi thuê thôi. Phơi ván này thì tính công như nào ạ, à, Thương? Ván này là 3.000 một bó. 3.000 một bó. Một bó 30 tấm. Một khối 37 bó. 37 bó. Đây các bạn ơi, bạn Thương đã lấy được những cái cây này về đây. Làm lòng này. Đây chính là hoa của nó. Cây này ngoài ra còn có tác dụng là chữa xoang các bạn ạ. Những người bị xoang ấy có thể giã cái này ra và lấy nước nhỏ vào mũi. Khá là nhiều công dụng. Và để trị được cái mùi hôi trong cái lòng của con lợn. Tí nữa bác sẽ làm giúp bọn mình nha. Đây chính là toàn bộ cái không khí mà mọi người đang chuẩn bị cho bữa cơm ngày hôm nay các bạn ạ. Bạn Thương thì đang làm su hào. Su hào để làm món gì đây hả Thương? Nấu với canh xương. Đô ơi, Đô sắp có gấu chưa? Đông đã về rồi đấy. Nhớ nghe, gấu bông thật không có ấy. Em còn chưa biết là ai về. Chị tưởng gấu ở chợ bán đầy đây. Gấu tiền mua. Quan trọng là gấu, gấu 37 độ chứ đúng không? Gấu 37 độ mới ấm nhỉ. Thật đấy ạ. Trời lạnh quá, mình cầm máy quay hơi run các bạn ạ. Hình ảnh có thể là sẽ hơi mờ hoặc rung, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Bác ơi, bác đang băng cái này để làm nhân làm lòng ạ. Vâng ạ. Cái này là hành cách này, phổi này, lá lách này. Đó. Rau thơm. Ông của Đô đang có một túi rất là to. Dạ, cháu xin một chiếc ạ. Cho mình đưa một cái. Dạ. Đây, mình vừa đỡ ông của Đô cho chiếc bánh này các bạn ạ. Đây chính là bánh mì đặc sản của Bảo Yên. Một món quà rất là có ý nghĩa. Một món ăn rất là ngon và món quà rất là có ý nghĩa. Mọi người lên Bảo Yên mình thường hay mua về làm quà. Nó có những cái cách chế biến riêng và cái hương vị ăn riêng khác với bánh mì ở những nơi khác. Rất là ngon các bạn ạ, vẫn còn đang nóng hổi, bánh vừa mới ra lò. Cảm ơn các cá tơ. Đây chính là củ riềng mà Tùng đi lấy về các bạn ạ. Cái riềng này là riềng đỏ. Thơm, rất là thơm. Loại riềng trắng thì nó sẽ đỡ thơm hơn, ít thơm hơn. Đồ đang cầm chính là hạt dổi các bạn ạ. Chính rồi. Hạt dổi nó sẽ được đập nhỏ ra và cho vào lòng. Thơm các bạn ạ, rất là thơm. Đây chính là nhân lòng. Thì trời lạnh quá, các tiết này nó đông hết rồi. Lạnh quá. Nhiều đá. Đã hình lên rồi nhưng bây giờ chỉ tầm khoảng 11 độ thôi các bạn ạ. Ý rồi, được rồi. Đấy, cô gái xinh đẹp của chúng ta. Có lạnh không Thương? Đây chính là nồi giả cầy các bạn ạ. Phía dưới là có bạn Tùng đã cho riềng rồi, bây giờ là sẽ làm mè. Món này bạn Tùng sẽ đảm nhiệm món này và món nướng các bạn ạ. Nấu ăn ngon lo gì không người yêu các bạn. Con đường nhanh nhất để đi đến tìm là đường. Con đường có người yêu nhanh nhất là con đường đến dạ dày các bạn ạ. Con đường một chút muối, một chút mì chính rồi đảo đều lên em.
là sẽ cho lên bếp và đun om các bạn ạ. Rất là hấp dẫn. Cái long này bây giờ sẽ được nhồi vào các bạn, sau đó là mang đi luộc. Và trong quá trình luộc thì mình sẽ phải lấy một cái đầu que nhỏ ấy để chọc lỗ để cho nó thoát hơi, rồi không là nó sẽ bị vỡ nổi. Bình thường không phải chọc không mà hôm vâng. nay kiểu lạnh quá nó đông hết mới vâng. đông hết nhân. Mình mía cả lỗ. Trên nắng vẫn lạnh. Các bạn ơi, bây giờ bạn Thương sẽ giúp mình nướng hạt dổi nhé. Ở trên kênh áp Giáng Áp Pháo thì có bán hạt dổi, nhưng mà tuy nhiên thì cũng còn rất là nhiều bạn chưa biết cách sử dụng hạt dổi. Đây, mỗi lần mình sẽ dùng khoảng 3 đến 4 hạt tùy theo cái lượng thịt mà mình sử dụng ấy. Sau đó mình cho vào bát này, gắp một vài viên than nóng, sau đó đảo. Đảo như bạn Thương đang làm đó. Tầm khoảng 15 giây thôi nhỉ. Khi mà cái hạt dổi nó phồng lên thì là được các bạn ạ. Đấy, đây cho chị mượn nào. Đó, các bạn thấy không, hạt dổi nó phồng lên này, rất là thơm. Đấy, sau đó thì mình mới mang đi đập nhỏ hoặc là giã nhỏ ra để làm gia vị hoặc làm nước chấm các bạn nhé. Còn đây là đấy. Đây là cái mắc khén mà mẹ anh Đô vừa mới rang xong. Phía bên này là mắc khén các bạn ạ. Mẹ của bạn Đô đã rang giúp bọn mình rồi. Bây giờ bạn Thương, bạn ấy sẽ giã nhỏ ra nhé, cùng với hạt dổi để ướp vào cái thịt để nướng. Cho luôn vào đấy để giã. Nếu như mà ướp thịt để nướng thì các bạn có thể là không rang. Nhưng mà nếu mà rang thì các bạn nó sẽ thơm hơn, các bạn nó sẽ dậy mùi hơn. Và nó rang rồi ấy, nó giòn, cũng dễ để giã hơn, dễ để giã nhỏ hơn. Đó. Cách sơ chế cái hạt dổi và mắc khén này rất là đơn giản thôi các bạn. Các bạn chỉ cần rang một chút thôi, không phải rang lâu đâu. Ví dụ như hạt dổi này thì chỉ cần khoảng 15 giây cho than vào như thế. Hoặc là nếu như mà chỗ các bạn không có bếp củi như thế này, không có những cái than củi như thế này, thì các bạn có thể cho vào cái muôi inox, muôi múc canh ấy, cái thìa múc canh, cho mấy hạt dổi vào đấy, xong các bạn bật bếp ga lên và đảo trên đó, lấy đũa đảo trên đó. Cũng chỉ cần một lúc thôi, khi cái hạt dổi nó phồng lên thơm lên thế là được rồi các bạn ạ. Bạn sau đó lấy ra giã nhỏ và cho vào nước chấm hoặc ướp các món ăn. Bên này là nồi rượu bận đấy các bạn ạ. Rất là thơm rồi. Tiếp theo là bạn Đô sẽ ướp thịt để nướng các bạn nha. Nướng này thái to như này thì chắc là tí nữa em sẽ làm nộm à? Dạ. Thịt này này, nướng như này thì em sẽ làm nộm không? Không nướng đâu, nướng thì thái ra thì nó mới ngọt. Đấy. Một bí quyết của Đô đó là mình sẽ khi nướng mình thái miếng to như này. Nó sẽ không bị khô, miếng thịt nó sẽ ngọt hơn các bạn ạ. Đấy. Và tiếp theo đó là hạt dổi và mắc khén đã được giã nhỏ. Ướp khoảng 15 phút, sau đó là nướng. Cái này kẹp nướng cũng ngon. Mình rất là thích món thịt nướng các bạn ạ. Đồ nướng nói chung. Con lợn hôm nay cũng rất là ngon này, tuyển thịt tôi con này. Đó. Giờ mình sẽ đợi khoảng 15 phút nhé. Sau đó là sẽ cho vào cái xiên tre mà hôm nay bạn Tùng bạn đã làm. Đâu cái nồi chưa mà đâu. Có một cách làm rất là hay các bạn ạ. Bên dưới là nồi rượu mận khi mà đã đun chín rồi nhá các bạn nhá. Sau khi mà nồi đã sủi lên ấy, các bạn cho những cái miếng thịt mà mình dự định là sẽ luộc ấy thì mình sẽ cho vào đây để hấp luôn. Nó sẽ giữ được cái độ ngọt của thịt. Hai trong một và rất là ngon. Phía bên dưới chính là thịt nướng. Nướng than thủ công. Hấp dẫn quá. Con lợn này rất là chất lượng. Thế là đã được 3 món rồi. Và phía bên cạnh là món lòng luộc. Cái lòng này thì phải ăn nóng. Và nếu như mà có lá đắng ấy, thì cho vào làm canh rất là ngon bác nhỉ. Ừ.
sẽ cái canh lá đắng này thường khi mà vào bữa ăn thì mọi người sẽ ăn một bát nóng trước, sau đó thì uống rượu và ăn đồ ăn. Sẽ nó cũng là cái canh giải rượu phải không ạ? Ừ. Một món canh giải rượu và cũng khá là đặc trưng ở Tây Bắc các bạn ạ. Cái thịt này phải ăn với lá nhội nhỉ bác nhỉ? Chấm lá nhội. Đây mới là đặc sản. Dạ. Đây, ôi, nóng quá, nóng hổi luôn, vừa mới vớt ra các bạn ạ. Đây là thịt hấp, cái này sẽ được chấm với lá nhội giã nhỏ cùng với hạt dổi, ớt, súp, chanh, tuyệt vời. Nhìn các bạn nhìn trắng trắng như này thì có thể nghĩ là sẽ ngấy, nhưng mà khi mà chấm kèm quấn kèm lá kia nó sẽ không bị ngấy, rất là ngon các bạn. Một món ăn rất là đơn giản nhưng mà không thể chê vào đâu được. Còn đang nóng hổi đấy các bạn ơi. Mùa đông mới ăn nóng như này ngon bác nhỉ. Đặc sản luôn. Đô đang làm gì đây em? Em làm thịt trâu ạ. Mình sẽ đến với anh xem nào. Đây là thịt trâu bạn Đô bạn treo gác bếp. Cái này là đã hoàn thiện rồi các bạn ạ. Xong rồi, ra sản phẩm rồi và bạn lấy để trên này. Khô quá, hấp hay là nướng? Cái này sẽ khô, này hấp thì nó sẽ hấp, mềm hấp hơn nữa. Vùi do nó sẽ khô. Ngon lắm nhỉ? Ok, thịt trâu mình sẽ hấp cách thủy nhá. Cái này mình để khô quá, mình để dần ăn Tết. Ăn bình thường ấy. Bếp và chờ thôi các bạn ạ. Tầm khoảng bao nhiêu lâu nhỉ em nhỉ? Để sôi tầm 5 phút cho nó nóng. Cái nào chín lắm rồi ấy, em để lâu. Cái thịt trâu này thì đã chín rồi các bạn ạ. Tuy nhiên thì là ví dụ như ở trên mình nó khí hậu lạnh ấy, thì mình để ở ngoài được. Còn các bạn nhận được thì khí hậu nó nóng ấy, nhiệt độ nó nóng hơn thì mình nên cho vào ngăn đá tủ lạnh, bảo quản sẽ được lâu hơn. Và mình có thể, tức là cái sản phẩm này nó đã chín rồi, mình có thể ăn luôn. Tuy nhiên thì mình nên một là nướng qua, hai là hấp nóng lại thì ăn nó sẽ ngon hơn, nó dậy mùi hơn. Và ngoài là hấp cái hấp cách thủy này ấy, thì bạn có thể hấp nước không, hoặc là có thể là cho thêm một chút bia nữa ở bên dưới các bạn ạ. Đấy, hấp bia. Một chút bia ở dưới này đó, nó sẽ khử được cái mùi sẽ đỏ hơn đấy, đỏ hơn thì nó sẽ đỏ hơn, thơm hơn. Đấy, sau khi nước sôi tầm khoảng 5 phút, vì đây chỉ là giai đoạn hâm nóng lại mà. Đấy, thì sau đó thì các bạn lấy ra đập dập và xé sợi nhỏ, chấm với cái gói gia vị tặng kèm. Đó là cái hạt dổi mắc khén đã được xay nhỏ, giã nhỏ, có chanh này, mì chính và bột ớt. Hoặc là nếu như mà không có thì các bạn có thể sử dụng tương ớt chin su, hoặc là cái loại các loại tương ớt xay để chấm cùng giống như kiểu mực ấy. Dạ vâng, xin mời ạ. Chào vâng ạ, con mấy ông ạ. Dạ vâng, và hiện giờ thì bữa cơm sau buổi sáng vất vả của mấy anh chị em mình đã xong rồi các bạn ơi. Chủ yếu hôm nay là Đô với lại em Thương với chị Bích làm thôi. Mình thì có một số công việc nên là cũng không làm được nhiều. Và rất là thì bữa cơm rất là linh các bạn ơi, đầy đủ các món. Thịt có, rau có, nước chấm ngon, là không có cái gì tuyệt vời hơn nữa. Xin mời các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và đây là quang cảnh ở mâm bên trên các bạn nhé, vì là hôm nay trên là hai mâm. Còn phía bên dưới này các bạn, phía bên dưới này đó là cô chú bố mẹ của Đô đấy, có bạn là Thương, chị Bích cũng đang ở dưới và cụ ở dưới. Để xem các bạn cùng thưởng thức bữa cơm đầm ấm ngày hôm nay các bạn nhé. Một buổi sáng vất vả của chị Bích, Đô cũng như là em Thương và tất cả mọi thứ bây giờ đã có trên mâm rồi. Thì xin mọi người cùng thưởng thức cùng gia đình bạn Đô cũng như anh em Tin Tưởng Áo Pháo và một vị khách đặc biệt ở phía bên này. Đó là một vị khách đến từ phương xa các bạn nhé. Chú đến từ vùng đất rất là xa xôi tận ở bên Pháp, bay một chặng đường rất là dài để đến với Tây Bắc. Mảnh đất chỉ có núi đồi thôi các bạn, ruộng nương núi đồi. Sao vâng, mời chú ạ. Ông ơi, vào mời ông qua đi. Dạ vâng, con xem không? Em đi. Nhiều loại. Chú cháu được tiếp đón chú ở đây thì chú có cảm nhận thế nào về thứ nhất là con người Tây Bắc, về những món ăn ở Tây Bắc và cuộc sống con người Tây Bắc thế nào? Chú trước tiên là chú ngỏ lời chào bác tất cả các bạn ha. Tuổi thì cũng cái tranh lệch nhau ha, được chục hai chục tuổi là cái lối sinh hồ khiến cho ngập ngừng ha, nhưng mà cái điều mà tôi cảm nhận được là rất là thân tình nhé, tỏa ra nơi mọi người hết chú đi đến đâu cũng được tiếp đón rất là thân tình, tình cảm giống như là trong gia đình ấy. Thế nên là xin mọi lời là chào thân ái đến mọi người hết, cảm ơn tất cả mọi người đã tiếp rước hay đã xem tôi như người nhà, gây đâm như người nhà cả mà. Như là đầu gặp gỡ và nói xem là thân tình như người nhà hết, chỉ có là thân nhau ở trên video đó, coi video clip của Đô với Thảo làm với Tùng với Cường gặp gỡ cuối cùng trở thành thân mật ngay các bạn người nhà. Cái tình cảm đi lại bây giờ hết tình cảm này, thật là quý mến cái tình cảm này. Cái buổi gặp gỡ này tôi nghĩ rằng cả đời không bao giờ có thể quên. Ôi, tình cảm rồi. Em lúc nào cũng thế được. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Cảm ơn ông nhé. Cảm ơn ông nhé. Vâng các bạn, thì cuộc vui nào thì cũng có lúc phải tàn, thì bây giờ mình cũng sẽ xin phép mời ông, các bác, các chú một chén và mình cũng xin dừng video tại đây các bạn. Tới tại điểm bây giờ là mình say líu hết cả lưỡi rồi các bạn ơi. Thì cũng chỉ biết là chúc mọi người, chúc các ông, các bác, các chú thật nhiều sức khỏe và luôn luôn sống hạnh phúc vui vẻ, và chúc các bạn thật nhiều niềm vui. Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, mấy ông ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, chú. Dạ vâng, ông ạ. Dạ vâng, chú. Rất là, như là bản thân cháu này cảm thấy rất là vinh hạnh khi được tiếp đón chú Thanh tại cái vùng đất Tây Bắc xa xôi này. Dạ vâng, chú cũng là một người rất là xa Tây Bắc, tận bên Pháp. Cái quãng đường cháu nghĩ là rơi nó phải vài chục ngàn km. Đó, vài chục ngàn km. 100 ngàn đến 10.000. 10.000 đúng không? Và chú cũng luôn sẵn lòng đến với chú cháu, mặc dù là cũng gọi là chỉ là quen biết sơ sơ thôi qua cái mạng xã hội mà chú đến đây. Thì nếu mà có gì thì chú cũng cảm cho bọn cháu nhá. Đến đây mà tiếp đón mà không được tốt cho lắm thì có gì chú bỏ qua bọn cháu. Và cũng rất là cảm ơn chú, một người từ phương xa tới Tây Bắc cháu
và trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Dạ vâng ạ. Xin một lần nữa là chú mọi lời cảm ơn với cái chân tình gia đình đã đón chú ha. Chú cảm động vô cùng. Chú không thể tưởng tượng được rằng là cái buổi tiếp đón ngày hôm nay có thể xảy ra được như vậy ha. Dạ vâng ạ. Từ ngày hôm qua chú đến Pháo, vợ chồng Pháo Tùng ha, đồ giống như là về nhà ha. Để cộng với ngày hôm nay nữa, chú kiểm điểm, chú thấy là chú có chú có một cái may mắn tuyệt vời, chú biết là rất nhiều người cũng xem YouTube, cũng lên mạng như chú, nhưng mà không thể nào có cái may mắn như chú đã gặp ha. Dạ vâng ạ. Cái điều đó là không thể nào, không thể nào chú có thể tưởng tượng được ha. Dạ vâng. Thì cái sự tiếp đón là tuyệt vời của mọi người ha. Trong cái nhóm của tụi cháu không nói làm gì ha, nhưng mà còn cả gia đình của tụi cháu, gia đình của Đô ha. Dạ vâng. Bố mẹ cũng như là ông của Đô ha, đã nói chuyện với chú ha, là giống như là trong người nhà ha. Chú không à, đôi em cho thêm một chút rượu ha. Một chút thôi, tầm 50%. Thì chú cảm ơn vô cùng ha. Chú, dạ vâng, chú cảm ơn và chú chắc chắn ha. Chú không thể nói là chắc chú sẽ trở lại, và chú chắc chắn chứ không phải là chắc cái chữ chắc của Việt Nam mình là có thể có lẽ phải không? Dạ vâng. Nhưng thì chữ chắc chắn là chú sẽ trở lại ha. Chú sẽ trở lại để mà thăm viếng bác ha, cũng như là tất cả các mình cháu ha, đã dành cho chú một buổi tiếp đón tuyệt vời từ hôm qua đến giờ ha. Chú chân thành cảm ơn. Cảm ơn thì thôi con xin mạn phép là xin mời mọi người đứng đi đây ạ. Thì một cảm ơn ông nhá. Ông hết tiến đến rồi, chúc ông mạnh khỏe. Cảm ơn. Chúc mọi người ạ. Cảm ơn. À, xin mọi người nha, chắc là mình cũng xin dừng với các bạn. Nếu mọi người thấy video của mấy chú chó mình hay ý nghĩa, một cái tấm chân tình của chú từ bên phương xa về, mọi người thấy hay ý nghĩa thì hãy đừng quên like, share video cũng như là cái kênh ủng hộ anh em mình nhé các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào. Xin bye.